Chị Định xin chào toàn thể các chị nha. Chào mừng toàn thể chị quay trở lại kênh Chị Định TV. Vâng, và hôm nay là tổng quan của dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm của chúng ta có diện tích tổng cả là 420 ha, trong đấy bao gồm có 66 tòa chung cư và 2.395 căn biệt thự thấp tầng sổ đỏ lâu dài, và có hơn 1.500 căn là shop house thương mại dịch vụ 50 năm. Dự án của chúng ta thì được triển khai bán hàng từ năm 2018 và đến thời điểm này đã được gần 6 năm mở bán rồi. Và dự án với thời điểm ban đầu thì số lượng bán ra những cái sản phẩm thấp tầng có giá trung bình đâu đó từ tầm khoảng là 70 đến 80 triệu một mét vuông của chị nha. Và thời điểm cao có những thời điểm đã mức giá đã tăng lên ở mức tầm khoảng những cái vị trí đẹp, mức giá đâu đó đã rơi tầm khoảng từ 200 đến 250 triệu một mét. Và Thiên Định cũng phải chia sẻ rằng đến thời điểm này thì giá của Vinhome Ocean Park Gia Lâm đã dao động ở mức tầm khoảng là 170 đến 200 triệu, đến những vị trí đẹp cũng đã lên đến ở mức đâu đó tầm khoảng 300 triệu đến hơn 300 triệu. Thì Thiên Định cũng là một người đã gắn bó và bán sản phẩm biệt thự thấp tầng tại dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm từ thời điểm ban đầu, từ thời điểm mở bán đến thời điểm này, thì đã trải qua rất nhiều các cái chặng đường lên xuống, giá cả leo thang, đến thời điểm từ thời điểm ban đầu từ năm 2018 trải qua năm 2020 rất là khó khăn, đến tận năm 2021 và đỉnh điểm nhất là năm 2022 thì thị trường bất động sản nói chung bùng nổ, và riêng dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm cũng là một trong những dự án rất là thành công của rất nhiều nhà đầu tư. Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều nhà đầu tư đã sa lầy vào và mua ở cái mức giá rất là đỉnh cao ở tầm khoảng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2022. Thì đến thời điểm này thì so với mức giá đỉnh cao thì dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm của chúng ta thì nó đã giảm cái mức giá định xuống dưới, bây giờ hiện tại nó đang rơi tầm khoảng là 20%. Đấy, và cũng có những cái sản phẩm đến thời điểm này là bây giờ đang là tháng 5 của năm 2024 thì cũng đã có những cái sản phẩm đã tăng bằng với cái mức giá gọi là giá định rồi. Thì trước mặt của chúng ta đây là dãy trục đường shop house Hải Âu 02. Đây là những cái sản phẩm shop house vĩnh viễn, trục đường rộng 30m, vỉa hè 6,5m và lòng đường là 17m. Trên trục đường Hải Âu 02 này thì chúng ta có một số loại hình sản phẩm như là liền kề 90m, liền kề 100m, song lập 150m, song lập. Đối với những cái sản phẩm song lập thì giá hiện tại đang dao động từ tầm từ 30 đến 33 tỷ cho những sản phẩm song lập. Có cả đông nam và tây bắc, trong đấy có những sản phẩm đã hoàn thiện và chúng ta sẵn sàng có cho thuê được luôn. Ngoài ra thì những sản phẩm liền kề từ 90m thì có mức giá đang bán hiện tại rơi tầm khoảng từ 19,5 đến 20-21 tỷ. Những sản phẩm sẽ khe có giá từ tầm khoảng từ 24-25 tỷ rồi chị nha. Và phân khu Hải Âu là một trong những cái phân khu mà tất cả căn được quy hoạch là đều là những cái căn shop house được phép kinh doanh của chị ạ. Và cái quan trọng nhất là phân khu Hải Âu với cái số lượng căn lâu dài, số lượng căn nó chỉ rơi tầm là 512 căn thôi, nhưng mà trong đấy thì cái số lượng căn thương mại dịch vụ của nó đã rơi tầm khoảng là hơn 800 căn rồi. Đấy, số lượng căn thương mại dịch vụ tại phân khu Hải Âu nó chiếm số lượng rất là nhiều, bao gồm có Hải Âu 9, Hải Âu 16, Hải Âu 10, Hải Âu 11. Hầu như là những cái sản phẩm thương mại dịch vụ tại phân khu Hải Âu khi mở bán ra thì cũng được sự đón chờ của rất nhiều khách hàng và nhà đầu tư. Nhưng đến thời điểm này thì những cái sản phẩm về thương mại dịch vụ thì hiện tại đang tạm ngừng giao dịch của chị nhá. Đối với những cái sản phẩm về lâu dài thì đối với song lập thì chúng ta có những cái sản phẩm tại Hải Âu 02, ngoài ra có là song lập tại Hải Âu 03. Hiện tại thì mức giá tại Hải Âu 03 thì song lập cũng đang rơi ở mức tầm khoảng từ 23,5 đến 24 tỷ cho những cái căn
Song Lập có diện tích là 149,4 m, mặt tiền 8,3 m và xây dựng từ 60 đến 64 m² một sàn của chị nhé. Thì phân khu Hải Âu cũng là một cái phân khu rất là đặc biệt, đó là có nhà để xe 5 tầng và bến xe buýt nằm ở trung tâm của phân khu. Đấy, thì đây là cũng là một trong những cái lợi thế của phân khu Hải Âu, với kết nối giao thông rất là thuận lợi. Một đầu của trục đường 30 m Hải Âu 2 thì là trung tâm thương mại Vincom, và một đầu thì chủ đầu tư đang quy hoạch là bệnh viện quốc tế Vinmec. Thì ngoài ra những cái sản phẩm Song Lập và liền kề, thì hiện tại phân khu Hải Âu có những cái sản phẩm đơn lập như tại trục đường Hải Âu 01 là những cái căn biệt thự shop house đơn lập với diện tích từ 270 đến 280, đến những cái căn góc lên đến hơn 300 m. Những cái sản phẩm tại Hải Âu 01 thì thời điểm ban đầu thì giá gốc của chủ đầu tư mới bán ra rất là rẻ, rơi tầm đâu đó chỉ tầm khoảng từ rẻ nhất thì tầm khoảng từ 28 đến 33 tỷ. Thời điểm mở bán có những cái căn cuối cùng của bên Techcombank giữ lại thì bán với mức giá tầm khoảng 41 tỷ, chiết khấu đi thì còn đâu đó tầm khoảng từ 39 tỷ. Nhưng đến thời điểm này thì những cái căn tại trục đường Hải Âu 01, view biển hồ, view quảng trường hoặc là view biển nước mặn là đang có giá ở mức tầm khoảng từ 75 tỷ đến 80 tỷ, có những căn lên đến là hơn 100 tỷ. Nhưng hiện tại thì mình đang có một căn với mức giá cực kỳ hợp lý, chỉ rơi tầm khoảng 62 tỷ cho một sản phẩm đang gần ngay với trung tâm thương mại Vincom, diện tích là 280 m, mặt tiền 14 m và diện tích xây dựng là 120 m một sàn của chị nhé. Đây. Với một cái quỹ đất rất là rộng, tỷ lệ xây dựng tại phân khu Hải Âu nó chỉ chiếm tầm khoảng 18% thôi. Đối với những cái sản phẩm tại phân khu Hải Âu thì đều là những cái shop house kinh doanh, nhưng đến thời điểm này thì đánh giá luôn là ngoài trục đường Hải Âu 01 và trục đường Hải Âu 02 thì những cái sản phẩm thương mại dịch vụ bên trong cũng kinh doanh thì hiện tại cũng tương đối khó. Và trước mắt của chúng ta đây là phân khu san hô. Vâng, phân khu san hô thì cái số lượng căn của phân khu san hô là phân khu có số lượng căn ít nhất tại dự án Vinhome Motion Park Gia Lâm, chỉ có 329 căn thôi. Phân khu san hô cũng có hai khu thương mại dịch vụ, đó là san hô 5A, san hô 2A, và còn lại một phân khu mà chủ đầu tư chưa mở bán, đó là san hô 8A của chị nhé, là sản phẩm thương mại dịch vụ. Tại phân khu san hô thì thời điểm vừa rồi là giá bán cũng đã leo thang lên rất là cao. Đối với những cái căn 133 m hướng đông nam, diện tích xây dựng là 60 m thì hiện tại cũng đang ở mức tầm khoảng từ 23,5 đến 24 tỷ. Những cái căn 135 m tại san hô 6 bây giờ cũng ở mức tầm khoảng 23,5 đến 24 tỷ của chị nhé. Và những cái căn Song Lập với diện tích là 150 m thì hiện tại cũng đang ở mức giá đâu đó tầm khoảng là 27 đến 31 tỷ của chị ạ. Phân khu san hô thì Thiên Định đánh giá là một cái phân khu rất đẹp, và bên cạnh đấy thì những cái sản phẩm tại phân khu san hô cũng là những cái sản phẩm có diện tích xây dựng tương đối lớn hơn so với các cái phân khu khác của chị ạ. Dự án Vinhome Motion Park Gia Lâm thì được quy hoạch tiện ích rất là đồng bộ, phần hầu như là phân khu nào cũng có đầy đủ tất cả những tiện ích như khu vui chơi dành cho trẻ em, khu tập gym, vườn nướng BBQ, khu bể bơi, và đặc biệt là có một cái quần thể cây xanh nó rất là rộng lớn của chị nhé. Đối với những khách hàng mà đã mua từ thời điểm ban đầu với cái mức giá rất là rẻ thì đến thời điểm này rất nhiều của chị chúng ta đã gặt được những cái thành công về tài chính, đặc biệt là những cô chị chúng ta mua với một cái thời gian giữ lại bền vững, chưa bán đi, thì đến thời điểm này đã tồn tại trong vòng được 6 năm thì giá của những cái sản phẩm tại dự án Vinhome Motion Park Gia Lâm đâu đó đã ít nhất là đã x 3 lần rồi của chị ạ. Tiếp theo là chúng ta sẽ đi đến phân khu sao biển. Phân khu sao biển là một cái phân khu có vị trí rất đẹp. Trung tâm thương mại Vincom Megamall Ocean Park đặt ngay tại phân khu sao biển. Phân khu sao biển cũng là phân khu kế cận với biển hồ 24,5 m² và biển nước mặn, nằm trên hai trục đường chính, đó là trục đường 30 m và trục đường 41 m, sao biển 23. Phân khu sao biển là một cái phân khu có số lượng căn nhiều nhất tại dự án Vinhome Motion Park Gia Lâm với là 823 căn của chị nhé.
Đấy, và phân khu giao biển cũng có cho mình ít nhất là 3 khu thương mại dịch vụ và 50 năm. Thì phân khu giao biển đến thời điểm này thì Thiên Định phải chia sẻ luôn là cái giá cả của phân khu giao biển là cái phân khu có mức giá hợp lý, và diện tích tại phân khu giao biển cũng là diện tích rất là phù hợp. Liền kề đó, đâu đó nó diện tích từ 90-88,8 mà đến những cái căn xẻ khe 114, những cái căn song lập với diện tích là 135-125, lên đến những cái căn song lập có diện tích là 142,2, rồi 148,5-150. Thì giá bán tại phân khu giao biển đến thời điểm này thì mức giá của những cái sản phẩm liền kề cũng đâu đó từ 18 đến 21 tỷ. Cho những cái sản phẩm song lập thì hiện tại đang ở mức giá tầm từ 20-21, là những cái sản phẩm song lập bé, đến 22-23, đến những cái sản phẩm có diện tích là 142m thì hiện tại đang có mức giá tầm khoảng 24 tỷ. 150m thì hiện tại phân khu giao biển đang có mức giá là 25-26 tỷ. Sản phẩm hầu như đến thời điểm này thì sản phẩm với những cái sản phẩm 150m thì mức giá 25 cũng đã hầu như đã không còn căn nào ở mức giá 25 tỷ nữa rồi. Mà bây giờ hầu như phân khu giao biển với diện tích 150 đã mức giá tầm khoảng là 26 tỷ đến 26 tỷ rưỡi. Còn ngoài ra là có diện tích là 148,5m với diện tích xây dựng cũng tương đương với những cái căn 150m, thì hiện tại Thiên Định đang có những cái sản phẩm giá cũng chỉ rơi tầm khoảng từ 24,5 của chị nha. Đấy. Phân khu giao biển thì là một cái phân khu kế cận với hồ điều hòa 24,5 ha. Chính vì vậy mà những cái sản phẩm tại phân khu giao biển với cái việc chúng ta di chuyển ra những cái tiện ích như là quảng trường Cá Voi này, biển hồ 24,5 ha này, biển nước mặn này, hay trung tâm thương mại thì đều rất là gần của chị ạ. Phân khu giao biển cũng là một trong những cái phân khu mà hầu như là thời điểm ban đầu được chủ đầu tư mở bán đầu tiên. Chính vì vậy mà phân khu giao biển cũng là phân khu mà có số lượng cư dân đi vào ở sớm nhất so với các cái phân khu khác. Và đến thời điểm này thì hầu như là cái tỷ lệ lấp đầy của những cái sản phẩm thấp tầng tại phân khu giao biển cũng là rất là nhanh. Thiên Định cũng phải chia sẻ với chúng ta một số cái thông tin về mật độ hiện tại mọi người đã về đến với Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Thì đến thời điểm này những cái sản phẩm thấp tầng thì mọi người đã về ở mức đâu đó tầm khoảng 30% của chị nhá. Các căn đã hoàn thiện và đang đi vào ở thì hiện tại chiếm tầm khoảng 30%. Còn đối với những cái sản phẩm cao tầng thì bây giờ đã chiếm ở đâu đó tầm khoảng là, đặc biệt là những cái khu như khu Sapphire thì cũng chiếm rất là lớn. Chính vì vậy mà cư dân về ở đông thì nó làm cho cái khu đô thị của chúng ta nó càng ngày càng sầm uất, và đặc biệt là trung tâm thương mại thì đến thời điểm này là vào những ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì luôn luôn tấp nập. Và những cái vị trí như là quảng trường Cá Voi này, những cái trục đường lớn này, hoặc là những cái con phố ẩm thực như tại phân khu san hô như san hô 06 đối diện trường đại học Vinuni này, thì bây giờ là hầu như là chúng ta đều thấy được cái sự nhộn nhịp và tấp nập. Nếu như chúng ta có thể xem được cho Thiên Định những cái video trước, Thiên Định đã quay về buổi tối rồi, hầu như là rất là đông đúc và sầm uất. Và cái đông đúc sầm uất đấy nó phụ thuộc vào cư dân của bên cao tầng. Bên cao tầng hiện tại thì về ở rất là đông, đặc biệt là các cái dòng sản phẩm như là cho thuê hoặc là homestay thì rất là phát triển của chị nha. Biển nước mặn thì rộng 6,1 ha, là biển hiện tại thì cũng đang chủ đầu tư đang mở dịch vụ để chúng ta có thể vào tắm, và chúng ta kể cả cư dân hoặc là khách bên ngoài chúng ta có thể vào tắm được nha chị nhá. Thiên Định cũng phải chia sẻ với chúng ta rằng là dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm của chúng ta là một cái dự án mà có cái mật độ xây dựng phải nói là ít nhất trong tất cả các dự án từ trước đến nay mà chủ đầu tư triển khai. Và chắc chắn một điều rằng là trong tương lai cũng sẽ không có một cái dự án nào mà có mật độ lý tưởng, mật độ xây dựng lý tưởng như dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm. Và một điều rất là đặc biệt đó chính là dự án Vinhome Ocean Park Gia Lâm của chúng ta thì gần ngay với một dự án quần thể, đó là Safari và Vinpearl cũng đã được chủ đầu tư quy hoạch và sắp tới sẽ triển khai. Nhưng mà về thời gian cố định thì chắc chắn một điều rằng là Thiên Định cũng không thể biết được. Và hầu như bây giờ thì cư dân và những người xây bán hàng như Thiên Định đây đang rất là mong chờ. Nếu như dự án của chúng ta chỉ cần gọi là có những cái thông tin mà bên phía Safari cũng như là Vinpearl được triển khai thì cái mức giá của dự
án Vinomotion Park Gia Lâm của chúng ta nó sẽ leo thang rất là cao chị nhá. Vâng, trước mắt chúng ta đây là dãy sao biển 23 nằm trên trục đường 41m chạy thẳng lên trung tâm thương mại Vincom. Đây là những cái sản phẩm shop house lâu dài hai mặt, thì hiện tại thì thời điểm ban đầu chủ đầu tư mở bán là mở bán cả cặp chị nhá. Hiện tại thì chủ nhà đã xé lẻ ra và bán cả căn trước căn sau, có những cái căn đang bán cả cặp. Thì đối với những cái sản phẩm liền kề tại sao biển 23 thì đây được xem là một trong những cái sản phẩm đang có mức giá rẻ nhất. Hiện định đang có căn mặt sau đang có giá liền diện tích 67,5m thì đang có mức giá là 14,5 tỷ, mặt trước thì ngay gần trung tâm thương mại đang có mức giá là 15,5 tỷ thôi chị nha. Ngoài ra thì Thiên Định có những cái căn đã hoàn thiện rồi hoặc là cả một cặp hoàn thiện đang có mức giá trên 30 tỷ. Nếu như chúng ta ai quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với Thiên Định qua số điện thoại trên màn hình nhá. Đấy, phân khu sao biển thì là đối với trục đường sao biển 23 này thì là trục đường huyết mạch rồi, xe cộ đi lại nối từ trục đường từ Châu Quỳ 31 hecta đi vào đến qua trục đường Lý Thánh Tông chạy thẳng sang Kiêu Kỵ không chị ạ. Đấy, kết nối với trung tâm thương mại Vincom. Thì đối với những cái sản phẩm tại phân khu sao biển thì đến thời điểm này thì số lượng căn bán ra cũng không nhiều, và chắc chắn một điều rằng là chúng ta phải nhanh tay và sở hữu cho mình những cái sản phẩm trong thời gian này. Thế định chia sẻ thật là với những cái thời điểm mà mở bán ban đầu thì phân khu sao biển là một cái phân khu cực kỳ sôi động. Tại vì thứ nhất là với một cái loại hình căn hộ nó diện tích rất là vừa phải, liền kề rất là vừa phải, và giá bán thời điểm mở bán ban đầu nó cũng là cái mức giá rất là vừa phải cho những khách hàng đâu đó chỉ bỏ ra đâu đó cho mình chỉ tầm khoảng từ 2 tỷ rưỡi đến 3 tỷ vốn ban đầu là chúng ta đã có thể sở hữu cho mình được những cái căn liền kề tại phân khu sao biển rồi. Và trước mặt của chúng ta đây đó chính là phân khu Ngọc Trai. Phân khu Ngọc Trai thì chia ra làm hai phân khu được ngăn cách bởi trục đường 52m đại lộ trục chính tại Vinomotion Park Gia Lâm. Trước mắt của chúng ta đây đó chính là phân khu Ngọc Trai Đảo Bé được bao quanh bởi hồ điều hòa 24,5 ha. Đây là một trong những phân khu hiện tại đang có mức giá rất là cao. Phân khu Ngọc Trai là một cái phân khu khép kín với an ninh 24/7. Đầy đủ tất cả những cái tiện ích được bao quanh. Hầu như là những cái sản phẩm tại phân khu Ngọc Trai thì thời điểm ban đầu mở bán thì không được sự ưa chuộng của quý khách hàng. Nhưng mà càng ngày với một cái khu đô thị với diện tích rất là lớn cùng với một cái cộng đồng cư dân rất là đông đúc thì đến thời điểm này cái sự xô bồ bên ngoài nó ồn ào tấp nập, thì những cái căn biệt thự bên trong phân khu Ngọc Trai lại là những cái sản phẩm đang có giá trị rất là cao và được sự ưa chuộng cũng như là sự tìm kiếm của rất nhiều khách hàng. Hai đảo Ngọc Trai thì có tổng số căn là 721 căn, và chủ yếu thì tại phân khu Ngọc Trai thì đa số các cái sản phẩm tại Ngọc Trai đều là những cái căn song lập và những căn đơn lập. Liền kề thì chủ yếu chỉ tập trung tại hai dãy đó là Ngọc Trai 06 và Ngọc Trai 08. Thời điểm ban đầu thì những cái căn song lập với diện tích là 150m, giá thời điểm ban đầu chủ đầu tư mở bán chỉ rơi tầm khoảng trên dưới 10 tỷ. Nhưng đến thời điểm này thì những cái căn song lập 150m đã có mức giá ở mức tầm khoảng từ 29 đến 30 tỷ chị nhá.
Còn những cái sản phẩm đơn lập với diện tích 288m bên Đặng Ngọc Trai lớn thì thời điểm ban đầu thì giá của nó rơi tầm khoảng từ 18,5 tỷ đến 19 tỷ. Thì đến thời điểm này tháng 5 của năm 2024 thì giá của nó đang ở mức tầm khoảng 59 tỷ. Ngoài ra có những cái sản phẩm gốc đã lên đến tầm khoảng từ 95 đến 100 tỷ các chị nha. Những cái sản phẩm mà càng vị trí đẹp, những cái sản phẩm gốc hoặc là những căn view vườn hoa thì càng có cái mức giá cao hơn. Đấy. Thì phân khu Ngọc Trai là một phân khu mà Thiên Định đánh giá rất cao từ thời điểm ban đầu. Hầu như là những cái sản phẩm tại phân khu Ngọc Trai đến thời điểm này chỉ căn nào mà với mức giá mà hợp lý mà ra hàng thì hầu như là được chốt và bán rất là nhanh. Như thời điểm ban đầu thì giao dịch tại phân khu Ngọc Trai rất là nhiều, từ những cái căn liền kề 70,8m chị nha. Hiện tại thì rẻ nhất để chúng ta muốn vào phân khu Ngọc Trai thì chúng ta có thể mua cho mình những cái sản phẩm liền kề với diện tích là 70,8m bên đảo Ngọc Trai lớn thì là Ngọc Trai 8 hướng Tây Bắc thì đang có mức giá dọn loanh quanh tầm 16 tỷ rưỡi. Còn nếu như bên đảo bé thì hiện tại đang có mức giá tầm 18 tỷ rưỡi, đã hoàn thiện full nội thất và hiện tại có thang máy, đang cho thuê là 40 triệu một tháng của chị nha. Với số lượng tổng cả là 721 căn cho hai phân khu, nhưng mà hiện tại thì số lượng bán ra của chủ nhà thì cũng không nhiều chị nha. Đối với phân khu đảo Ngọc Trai bé thì lúc nào với cùng một diện tích nhưng mà giá của phân khu đảo Ngọc Trai bé thì cao hơn so với đảo Ngọc Trai lớn. Nhưng mà Thiên Định đánh giá một điều rằng là đảo Ngọc Trai lớn cũng có những cái lợi thế và ưu điểm rất là lớn, đó chính là có bể bơi bốn mùa. Và hầu như là những sản phẩm tại đảo Ngọc Trai lớn thì những cái căn liền kề hay là kể cả những cái căn shop house thì đều là những cái trục đường thông rất là thoáng luôn của chị ạ. Những cái căn góc trước mặt chúng ta có đang nhìn thấy thì đây đều là những cái căn view hồ, những cái căn góc có diện tích rất là lớn thì giá trị của nó cũng sẽ rất là cao. Thì hiện tại thì tại phân khu Ngọc Trai Đảo Bé thì đối với những cái sản phẩm đơn lập view trực diện mặt hồ như Ngọc Trai 01 thì hiện tại cũng chỉ có duy nhất một căn đang bán của chị nhá, với mức giá là 120 tỷ cho diện tích là 306m, mặt tiền 17m và diện tích xây dựng là 138m2 một sàn chị ạ, hướng Đông Nam. Thì căn này đang là cái căn duy nhất mà hiện tại đang chào bán trên thị trường. Còn số lượng những cái căn đơn lập tại bên phân khu Ngọc Trai đảo lớn thì Thiên Định có những cái căn đơn lập 288m thì giá đang là 59 tỷ, hơn 59 tỷ. Còn ngoài ra có những cái căn tại Ngọc Trai 18 với diện tích là 297m thì đang có mức giá tầm khoảng từ 67 đến 68 tỷ mọi chị nha. Thì ngoài ra thì Thiên Định đang có những cái căn góc hoặc là những cái căn đơn lập với cái vị trí view vườn hoa thì giá của nó dao động từ tầm khoảng từ 65 đến 95 tỷ mọi chị ạ. Thì nếu như chúng ta ai mà muốn quan tâm đến cho mình những cái sản phẩm biệt thự thấp tầng tại dự án Vinomotion Park Gia Lâm thì hãy liên hệ trực tiếp với Thiên Định qua số điện thoại trên màn hình 0933 313 931 của chị nha. Xin chân thành cảm ơn toàn thể chị đã theo dõi video.